động phòng ngừa, không chủ quan trong ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai. Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang cùng hành động để phòng tránh rủi ro thiên tai. Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Cùng hành động để phòng tránh rủi ro thiên tai. Chương trình phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng theo dõi các nội dung. Tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên. Bộ Giao thông Vận tải ban hành công điện về khắc phục và chủ động ứng phó thiên tai. Phóng sự để ngư dân đất đỏ ra khơi an toàn mùa mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành quyết định số 611 về phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường, phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường, ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo quyết định, đến năm 2030, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nâng tổng diện tích hệ thống khu bảo tồn trên phạm vi toàn quốc dự kiến đạt khoảng 6,7 triệu hectare, đồng thời củng cố mở rộng, thành lập mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi. Thưa quý vị, sau khi thiên tai gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân tại nhiều tỉnh thành, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đầu tháng 6, mưa lũ khiến các tuyến giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề, thậm chí bị chia cắt trong nhiều ngày. Để chủ động ứng phó với hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông khi xảy ra thiên tai, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lở đất, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Cục Đường bộ Việt Nam phải chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công dở dang. Cần đặc biệt chú ý các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ quét đột xuất. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Để bảo đảm an toàn cho ngư dân vươn khơi bám biển, các cấp các ngành đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân khi vươn khơi. Ở huyện Đất Đỏ, thời điểm này, Đồn Biên phòng Phước Hải đang tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tàu cá của ngư dân để hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc trong mùa mưa bão. Đồn Biên phòng Phước Hải hiện quản lý địa bàn biên giới biển của huyện Đất Đỏ với chiều dài 17 km, gồm xã Lộc An và thị trấn Phước Hải. Với tinh thần tính mạng tài sản của nhân dân là trên hết, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải luôn trong tư thế sẵn sàng, triển khai 100% quân số thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ ngư dân đến nơi an toàn khi có thiên tai mưa bão. Ngay khi nghe dự báo về tình hình áp thấp nhiệt đới sắp xảy ra ở khu vực Biển Đông từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Hải đã nhanh chóng triển khai đến các cán bộ chiến sĩ đồn để kịp thời thông báo diễn biến thời tiết đến nhân dân, ngư dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, Đồn Biên phòng Phước Hải xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng. Do đó là Đồn Biên phòng Phước Hải đã phối hợp rất chặt chẽ với lại các cơ quan ban ngành của huyện Đất Đỏ, của địa phương như là xã Lộc An, thị trấn Phước Hải, công an huyện và quân sự huyện để triển khai và làm đồng bộ các biện pháp tuyên truyền đối với bà con ngư dân để bà con nắm được. Đặc biệt là đối với lại ngư dân trước khi ra biển thì chúng tôi phải kiểm tra các cái trang thiết bị phương tiện đảm bảo an toàn cho phòng chống lụt bão trước khi xuất bến. Nắm bắt lịch trình của các ngư dân trong khu vực vào thời điểm mùa mưa bão sắp đến,
cán bộ chiến sĩ đồn tăng cường đến các cảng cá, bến tàu, gặp trực tiếp chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên để nắm bắt thông tin, tuyên truyền nhắc nhở ngư dân, chuẩn bị đầy đủ áo phao, kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc cho chuyến biển tiếp theo. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn tăng cường hướng dẫn người dân tuân thủ thực hiện các quy định về đánh bắt khi xảy ra thiên tai bão lũ. Chỉ những phương tiện đảm bảo các điều kiện an toàn hoạt động trên biển mới được phép ra khơi. Trước nhất là mình chuẩn bị chiếc ghe cho những hệ thống bơm nước rồi cho nó an toàn. Cái đó là cái thứ nhất. Điện đàm, bộ đàm lúc nào cũng phải là ok hết. Máy trực canh đồ là phải trực tiếp. Là có thời tiết bất thường thì trực canh, máy trực canh sẽ báo liên tục. Và là cập nhật cái vị trí mình hiện đó ở tại chỗ là liên tục và xem thời tiết và định hướng được cái hướng bão đi cho nó đi hướng nào có thể là mình tránh trú được. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Hải còn tăng cường kết hợp chặt chẽ với các lực lượng ở địa phương nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đức Đỏ phối hợp với đồn biên phòng Phước Hải tuyên truyền phổ biến cho ngư dân những văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, ra soát thống kê tàu cá của từng tổ khai thác về số đăng ký, tên chủ tàu, nghề, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, nhóm cộng đồng thường xuyên liên lạc, dự kiến dùng hoạt động trên biển của từng tàu cá theo mùa vụ, hướng dẫn chủ phương tiện tàu cá trang bị các thiết bị an toàn hàng hải, các dụng cụ cứu sinh, cứu nạn trước khi ra khơi đánh bắt. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn đồn biên phòng Phước Hải quản lý đã xây dựng được 14 tổ tự quản an ninh trật tự với 186 thành viên và 43 tổ tàu thuyền an toàn với 164 phương tiện trên địa bàn khu vực biên giới biển của thị trấn Phước Hải và xã Lộc An. Thời gian qua, các tổ này đều hoạt động có hiệu quả. Nếu như trước đây, ngư dân đi biển đều dựa vào kinh nghiệm để dự báo bão nên không chú trọng đến những thiết bị an toàn, thì nay hầu hết ngư dân của huyện Đất Đỏ đều có ý thức hơn trong việc chuẩn bị bộ đàm tầm xa, các loại đèn báo hiệu, cờ hiệu, định vị hải đồ trước khi ra khơi. Chính vì vậy, số vụ tai nạn tàu cá trên địa bàn huyện những năm gần đây giảm đi đáng kể. Riêng 6 tháng đầu năm 2024 chưa ghi nhận tai nạn tàu cá do mưa bão. Nói chung là địa phương và trạm biên phòng, ban chỉ huy trạm phòng và đồn biên phòng là thường xuyên là cái tuyên truyền nhắc nhở về cái một là cái lắp đặt về cái máy hành trình để có cái gì là bên biên phòng để giám sát khi có xảy ra tình huống hoặc là thời tiết xấu hoặc có bão gì trực tiếp là liên hệ nhau là nơi nào gần nhất ở đảo gì đó hoặc là gần bờ để trực tiếp để đi vô để tránh trú bão. Nhưng mà cái khu vực của Lộc An này, cửa biển Lộc An này vô đây neo đậu về trú bão là an toàn nhất. Nói chung vô là ban chỉ huy đồn và trạm là cũng thực hiện là kết bè đầu lại có nơi có chỗ và đảm bảo về cái tình hình an ninh trật tự chung trên cái địa bàn là đảm bảo về cái phần đó. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2024 sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tình hình diễn biến thiên tai khó lường đòi hỏi ngư dân cần tăng cường ý thức phòng tránh để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra. Phòng chống thiên tai ở trong cái mùa mưa bão thì về đầu năm thì đồn đã chuẩn bị tất cả các phương tiện trang bị có sẵn tại đơn vị cũng như là trên địa bàn, phối hợp với địa phương là tuyên truyền cho bà con ngư dân để biết được đường đi của bão để cho bà con né tránh và kêu gọi bà con vào kịp thời để không gây cái sự mất an toàn cho bà con trong quá trình trên biển mà khi bão cũng như là áp thấp nhiệt đới ập đến. Khi bà con gặp bão trên biển thì sẽ những cái tần số mà đồn biên phòng đã tuyên truyền thì sẽ nhanh chóng kịp thời gọi về cho tổng đài của cứu hộ cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thì và khi đó thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ thông báo đến tất cả các đồn biên phòng và có sự phối hợp giữa các tỉnh để kêu gọi bà con vào nơi gần nhất để tránh trú bão. Cùng với công tác tăng cường tuyên truyền cho ngư dân thì các lực lượng chức năng cũng siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền trước khi xuất bến. Với những tàu không đảm bảo đủ trang thiết bị cứu hộ sẽ được hướng dẫn yêu cầu bổ sung đầy đủ theo quy định của pháp luật mới được ra khơi. Thưa quý vị, cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển,
Những năm qua, đồn biên phòng Phước Hải còn tích cực hỗ trợ cư dân hành nghề an toàn trên biển, giúp bà con làm giàu cho gia đình và cho đất nước. Và đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.